Chắc em về đội anh Trấn Thành, tại góc mặt bên này của em đẹp hơn. Hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa? Một sự sỉ nhục người ta ngồi tại vì cái góc quay phim thôi. Chỉ là vì cái góc đẹp vì bằng nhau. Tại vì em yêu quý mọi người bằng nhau. Vương càng ngày càng xinh nhở. Xinh lắm nhưng vẫn é đấy. Vừa bảo em vẫn é à? Em vẫn é. Vẫn đang hơi có sự ý nhẹ. Thường người ta nói là những cái người nào mà bắt đầu tròn tròn ra là hình như họ đang hạnh phúc anh ạ. Nên em muốn biết là tình trạng tình yêu của Hiền Hồ hiện nay như thế nào mà sao có vẻ rất là hạnh phúc thế? Em chưa biết yêu. Chưa biết yêu. Tại vì em thấy trong bạn này chuyên nghiệp quá, ngoài mông ngoài miếng các thứ, cho nên là em nghi ngờ. Vương càng ngày càng xinh nhở. Xinh lắm nhưng vẫn é đấy. Vừa bảo em vẫn é à? Em vẫn é à? Vẫn đang hơi có sự ý nhẹ. Thường người ta nói là những cái người nào mà bắt đầu tròn tròn ra là hình như họ đang hạnh phúc anh ạ. Nên em muốn biết là tình trạng tình yêu của Hiền Hồ hiện nay như thế nào mà sao có vẻ rất là hạnh phúc thế? Em chưa biết yêu. Chưa biết yêu. Phương. Dạ. Thế là sao em kén chọn thôi? Anh thì có một số bạn bè trong showbiz, anh có thể giới thiệu cho em anh Đức được không? Anh Thành ơi, vừa nãy ở trong cái nhà em thì anh cũng pick up anh Đức cho một người khác đi nhá. Em cũng biết là anh Đức của anh đi là... Đi đâu cũng là may. Thành nó có một người bạn thân thôi là anh Đức, hoặc thứ hai là chị Lê Giang. Là mang đi tiếp thị khắp nơi đúng không ạ? Đó, có hai người là bán rau bán khắp showbiz rồi đó. Anh Đức là anh bỏ buôn mà. Em cũng hơi có sự phán đoán là hát dở ạ. Ừ, tại sao? Tại vì vừa nãy phát ra có duy nhất một chữ thôi mà chữ đấy lại em lại thấy hơi có sự chua nhẹ. Chua nhẹ thôi. Chua nặng á chứ nhẹ đâu Vương. Nặng, chua nặng lắm. Cũng cả ký chanh nó trộn. Hơi chua chua một chút nhẹ thì em đoán là mặt xinh nhưng mà hát chưa hay. Em thì em nghĩ là công việc bạn này làm việc gì đang lát. Đan lát thì em nghĩ là kiểu chắc là kiểu thời gian để hát vu vơ cũng nhiều. Trông bạn này trông cũng kiểu bolero lắm. Em nghĩ chắc cũng biết hát nhẹ à. Em thì thấy bạn này là cao to đẹp dai, lực điền, bắp tay bắp chân là ok. Nhưng mà hát chán. Là chán đấy. Hát nhanh gọn bạn này nhẹ. Chắc là tập gym, tập riêng các thứ thôi chứ hát không hay. Chứ không có tập nhạc phải không? Không, nhưng sau mùa đầu tiên em tham gia thì thật sự là em không có niềm tin vào khẩu hình lắm. Tại vì cái mùa đầu tiên em tham gia có những bạn khẩu hình cuốn lô rất đẹp. Nhưng mà đến lúc hát thì lại buồn cười. Khẩu hình cuốn lô là sao? Là cong cong dẻo dẻo ấy anh. Nhưng mà cuối cùng lại hát buồn cười lắm. Phương ơi, em nhận ra chân lý rồi đấy. Cho nên là bạn này thì em lại nghĩ là một là bạn sẽ hát rất hay. Nhưng mà nếu mà bạn hát chán thì bạn sẽ hát cực kỳ buồn cười. Anh này để đầu ăn được cắt sành điệu lắm. Không thể nào mà làm nghề nạo dừa được. Nhưng mà tại sao lại là hát phải cố mở cái khẩu hình đấy. À, bình thường hát hay. Đúng rồi, thế thì chính là bạn này là bạn hát hay rồi. Một vote cho bạn này hát hay. Nhưng mà em thì em thấy vậy nè. Tại vì để ý mấy số ở mùa 2 rồi, cứ hễ người nào mà quay clip mà có để cái tai phone là hát dở hết. Trang, em nhận ra những cái điều thật là tinh tế luôn á. Bà Trang mới giống như là thầy bà mà coi số á. Coi tử vi phong rồi. Thủy vị trí đắc địa thủy, rồi đó. Thầy đúng thật là chị Phương cũng nói là khẩu hình không ấy thì thế thì là em hơi khó. Tại vì nếu mà em mà cứ dựa vào khẩu hình thì em lại nói anh này sẽ hát không hay. Nghe chị đi, cô gắn tai phone hát dở rồi, cái đó là chiêu. Dạ, thế thì là gắn tai phone hát dở. Tại vì em thấy trong bạn này chuyên nghiệp quá, ngoài mông ngoài miếng các thứ cho nên là em nghi ngờ nhẹ. Thấy cái gì nó hoàn hảo quá mình không tin phải không? Vâng, đúng rồi. Không, em nghĩ là bạn ấy cố tình thể hiện ra như thế thôi. Nhưng mà để mà tự nhiên nó rung được như thế cũng khó ạ. Em cũng không làm được ạ. Nhưng mà chị diễn mồm đấy, em thấy bạn ấy có diễn mồm mà mồm bạn có rung mà. Bạn ở... Tại vì bạn hát thật vậy đó. Hát thật là vậy, cái đó là cái tật hát của người ta. Còn khi mà bạn hát như vì ai, là cái người mà có nội lực á, là người ta hát hơi bụng. Cái mặt không hề nhăn. Bình thường. Thì cuối cùng là hát hay hát chán ạ? Hát hay. Bạn ấy hát không hay. Tại vì là em nghĩ rằng là những cái đoạn tập nhép này chắc các bạn phải tập rất là nhiều rồi. Mà tự nhiên giật thoát mình một cái như thế thì chắc là kiểu cũng không được chủ động cho lắm. Thì thường thì những cái người mà kể cả là trong cuộc sống có rụt rè chăng nữa, nhưng mà nếu như người ta biết hát thì đến những cái đoạn đấy tức là giả vờ giật mình nó rất là khó ấy. Em nghĩ là bạn ấy không nghe được thật. Em nghĩ là bạn ấy hát không hay. Chị có rap được không? Chị rap được. Chị Trang đọc rap được không? Ủa là chị đọc được là em đọc được hả? Dạ em nghe ngửa chị á. Chơi vậy? Chơi luôn cha. Đó. Đây, giờ hát có những lúc chuyện nhỏ nha. Ok. Phúc ơi, em coi như em vừa chọn số 6 nha. Vô. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc lý do nhưng mọi chuyện lại chẳng nhầm nhò. Hết khổ. Em tới đi. Từng nơi xa
không như bây giờ. Đừng bắt trái tim em mong chờ, xin anh đừng. No baby. No baby. Baby, baby, baby. Ok. Cái nào vậy? Cái nào xuống trang lên vậy? Chị đấy. Chị áo xanh. Ê, nhìn nè, nhìn ngón tay nè. Tất cả mọi người đều chỉ về em 5 phút. Sai lầm chủ nhà. Đứng lên xin lỗi khán giả ngay. Ê, xin lỗi khán giả. Thật ra thì em nhìn vào cái đội hình em thấy bên nào trắng hơn. Khi người ta mời mình về người ta đứng thể hiện sự tha thiết. Thật sự ra đứng là người nhà thì mình thân thuộc hơn, không cần những cái lễ nghi như vậy. Không phải, đứng đó là một cái sự giả tạo. Cần cái sự mà tha thiết á, quỷ lụy nên phải đứng. Anh nghĩ là vậy. Nếu mà thân thiết là người nhà thì chúng ta ngồi. À, thật ra thì em rất là thích anh Trường Giang và chị Ốc Thanh Vân và chị Trang và anh Trấn Thành. Em thích cả bốn người rồi. Em thích cả bốn người nhưng chắc em về đội anh Trấn Thành, tại góc mặt bên này của em đẹp hơn. Hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa? Một sự sỉ nhục người ta ngồi tại vì cái góc quay phim thôi. Chỉ là vì cái góc đẹp thôi. Bằng nhau, tại vì em yêu quý mọi người bằng nhau. Em không có nhiều cảm giác về bạn thí sinh này là biết hát lắm. Lại còn lộ ra một nốt tô điểm nghe hơi chua chua nữa. Cho nên em càng củng cố tinh thần là bạn này chắc không biết hát đâu. Chắc đang làm bánh kiwi. Hay là bánh chân dây. Anh số 1 thì anh Trấn Thành có nói là làm bánh nhưng mà trông gương mặt không có sự tập trung lắm. Nhưng mà em thấy bạn này làm bartender trông mặt rất là tập trung. Và đấy một cái nốt lộ ra em lại thấy là có sự ấm áp. Em nghĩ bạn này cũng biết hát đấy. Em giống chị Trang, em cũng thích các bạn đẹp trai. Đẹp có quyền em ha. Được. Hèn gì em nó chọn về đội mình Trang hả tôi. Nó nói là cái đội này còn đẹp hơn. Em có. Nhưng mà may quá là em cũng để ý ngay cái chi tiết đầu tiên là khi mà đang đứng nghỉ. Nhưng mà anh Đại Nghĩa nói đến thí sinh số 4 một cái là anh ấy về dáng ngay. Giọng ca bí ẩn số 4. Em nghĩ là chắc là cũng phải thích hát hò và thích quan sát. Vậy em vẫn hy vọng là biên tập lừa em cái nốt hơi. Có hy vọng em biên tập lừa chắc rồi. Có hy vọng. Chúng ta sẽ đến với. Tại vì cái này trời ơi em làm còn được mà. Tao Trang làm thử cho Trang. Trang làm liền Trang. Trời cao quá. Anh nha. Em muốn bỏ giày ra không? Bỏ giày ra luôn hả? Thì bây giờ em nói được em phải làm được chứ Trang. Thiệt khổ ghê. Đèn gì mà đèn gì đó. Âm nhạc. Vô âm nhạc. Vô. Đơn giản nhảy. Đơn giản nhảy. Nhảy đi. Nhảy đi Giang, nhảy đi Giang. Nhảy Giang. Trời ơi. Yeah. Trời ơi đơn giản quá đúng không ạ? Em lại nghĩ là bạn này hát được. Em cũng không biết nữa. Cảm giác của em thế thôi chứ em cũng không mặt có cơ sở gì. Mặt mũi như lốt trọng khán giả như thế là sao mà hát được em? Ồ, nhiều khi người ta hát hay nhưng mà khẩu hình của người ta xấu. Tội nghiệp người ta. Tôi không đồng tình. Cái sách thì không đồng tình. Hát gì mà. Em, nhiều khi người ta đang hát rock thì sao? Hát rock nó khác với táp bánh hamburger. Cái động tác vừa rồi là giống như táp hamburger. Thường là những cái bài mà hát thì thôi nó là thả là bò đi hết, thả là mãi đâu thì mới được. Đó. Tiếp theo. Oke. 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 Oppa, oppa là dớp rồi, ok dính à. Đẹp trai quá, bối rối, không biết nói gì. Tại vì sự thật là những người mà hát hay á, họ hát nhép rất khó. Em nghĩ là bạn ấy sẽ hát theo nhưng bởi vì mic không kêu nè. Không có giới hạn nào trong chương trình hết trơn. Tất cả đều là lừa gạt lẫn nhau để mà sống. Em nghĩ là anh ấy không biết hát ạ. Sai. Em nhìn khẩu hình em đoán là không. Nhưng mà anh ấy đang hát một bài hát bằng tiếng Pháp. Nhiều khi anh hát tiếng Việt anh ấy sẽ hát hay thì sao? Em không biết được, thật ra thì mình hoàn toàn có thể phản biện lại quan điểm của nhau. Nhưng mà em thì cảm giác của em là anh ấy không hát được.